Di Chở. Gần đây dư luận đang xôn xao về vụ một thanh niên đã tử vong trong thời gian nhập ngũ. Rất nhiều người đã comment đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ, tòa án nhân dân xử đúng người đúng tội, lấy lại công bằng cho chàng thanh niên. Tuy nhiên có một điều mà nhiều bạn không biết, đó là không phải cứ có vụ án xảy ra trên đất Việt Nam thì công an sẽ điều tra, tòa án nhân dân sẽ xét xử, mà có một giới hạn. Trước đó, việc điều tra xét xử sẽ thuộc về cơ quan khác, đó là phạm vi của quân đội. Cụ thể, nếu việc xảy ra trong phạm vi của quân đội hoặc liên quan đến quân đội thì quân đội sẽ thực hiện việc điều tra và xét xử. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ việc điều tra và xét xử trong phạm vi của quân đội các bạn nhé. Thứ nhất, nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao phải có tòa án riêng của quân đội, như vậy có công bằng hay không? Sao quân nhân không được xử chung với những người dân bình thường? Thì về có công bằng hay không, chúng ta có thể khẳng định rằng dù là tòa án nào thì cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Thế nên tòa án quân sự hay tòa án nhân dân thì vẫn cứ xử án như nhau. Còn tại sao phải có riêng tòa quân sự thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là quân đội là lực lượng trực tiếp liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng của đất nước. Họ có nhiều những thông tin mật không được tiết lộ, nhiều vấn đề không thể để xã hội biết. Ví dụ như bây giờ có một quân nhân phạm tội tiết lộ thông tin mật mà lại đem ra xử ở tòa án nhân dân thì khác gì cho cả xã hội biết về cái thông tin bí mật đó. Hay một quân nhân khác phạm tội trong khi thực hiện nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nếu tòa án nhân dân không biết nhiệm vụ quan trọng đó mà cứ lôi ra xét xử thì sẽ làm hỏng việc lớn. Còn quân đội họ biết rõ vấn đề an ninh quốc gia được ưu tiên thì sẽ có phương án xử lý phù hợp. Chính vì vậy cần có tòa án quân sự để xét xử các vụ của quân đội. Thứ hai, những vụ án nào sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự? Trước hết, bạn sẽ biết rằng tòa án quân đội gồm có 3 cấp: tòa án quân sự cấp trung ương, tòa án quân sự cấp quân khu hoặc tương đương và tòa án quân sự cấp khu vực. Nó cũng giống như việc tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, tòa án quân sự cấp trung ương thì vẫn nằm dưới quyền của tòa án nhân dân tối cao. Các tòa án quân sự sẽ xét xử những vụ án hình sự mà bị cáo là một trong những trường hợp sau đây. 1. Là quân nhân tại ngũ, công nhân, viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị cho thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, quân dân tự vệ phối hợp chiến đấu với quân đội và những người được trực tập làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý. Tóm lại là những người đang phục vụ cho quân đội. Thứ hai là những người mặc dù không phục vụ cho quân đội nhưng lại phạm các tội có liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội hoặc thiệt hại cho người của quân đội. Ví dụ như một người dân thường như lại trộm cắp tài sản của quân đội, hay một người lái xe say rượu mà tông vào xe của quân đội, hay đánh nhau với một người của quân đội thì quân đội sẽ xét xử. Bên cạnh đó thì tòa án quân sự cũng sẽ xét xử những vụ án xảy ra trong địa bàn thiết quân luật, tức là khu vực của quân đội. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với những vụ án mà một tội thì thuộc thẩm quyền xét xử của quân đội, còn một tội khác thì lại thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân? Ví dụ một người dân thường trộm súng của quân đội, sau đó đi bắn một người dân thường khác. Thì những vụ thế này, nếu tách được những hành vi phạm tội riêng thì thuộc thẩm quyền của bên nào, bên đó sẽ xét xử. Còn nếu không tách được thì để đảm bảo vấn đề bí mật của quân đội, tòa quân sự sẽ xử hết. Tuy nhiên, các luật sư cũng chia sẻ một vài bất cập trong việc phân quyền xét xử như sau. Trường hợp 1 là anh X lái xe trong tình trạng say rượu, gây tai nạn khiến anh Y là quân nhân bị thương 30%. Vụ việc này mặc dù người của quân đội bị thiệt hại nhưng chưa đến 61% nên chưa khởi tố, tòa quân sự không có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp 2, anh X lái xe khi say rượu, tông vào xe máy có anh Y là quân nhân, làm anh Y bị thương 1%, nhưng đi cùng anh Y là một người dân thường khác lại tử vong. Trường hợp này thì vẫn khởi tố và tòa quân sự vẫn xử vì liên quan đến quân đội, mặc dù người quân nhân chỉ bị thương rất nhẹ. Trường hợp thứ 3, là anh X lái xe khi say rượu, tông vào một xe máy khiến người lái xe tử vong, đồng thời va vào xe của quân đội. Mặc dù xe của quân đội thì chỉ gãy một cái gương trị giá 100.000, nhưng liên quan đến tài sản của quân đội nên tòa quân sự vẫn xét xử. Như vậy, có những vụ chỉ liên quan rất ít đến quân đội nhưng vẫn thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự. Vậy là các bạn đã hiểu tương đối rõ về thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự và tòa án nhân dân bình thường. Vậy thì, để phục vụ cho việc xét xử của tòa án quân sự, ai sẽ điều tra? Có phải công an hay không? Tất nhiên là không. Về cơ quan điều tra, Việt Nam có 3 cơ quan điều tra khác nhau, bao gồm cơ quan điều tra của Bộ Công an, cơ quan điều tra của quân đội và cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát. Trong Viện Kiểm sát thì lại chia ra Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự. Như vậy, các vụ việc do quân đội xét xử thì quân đội cũng có lực lượng điều tra riêng. Xét xử xong thì các phạm nhân có phải đi tù cũng sẽ là nhà tù do quân đội quản lý.
Như vậy, quân đội có tòa án riêng, có viện kiểm sát riêng, có điều tra viên riêng và có trại giam riêng luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.